Lê Vi Ký chương 3 Lễ Cầu An Nếu một người muốn dâng lễ vật bằng thú vật trong bầy gia súc, được hai cái, phải dâng con vật không tỉ vết lên trước mặt Chúa. Người ấy sẽ đặt tay lên đầu con sinh tế, rồi giết nó tại cửa trại hội kiến. Các thầy tế lễ con trai Azon sẽ giải huyết nó xung quanh bàn thờ. Do tế lễ cầu an này, người ấy sẽ dâng một lễ vật dùng lửa Dâng lên chúa Mỡ, bột lọc, bộ lòng và tất cả mỡ trên bộ lòng Hai quả thận với mỡ bọc quanh cạnh hông Và tấm mỡ bọc gan Người ấy phải gỡ mỡ chung với hai quả thận Rồi con trai Azul sẽ thiêu các vật ấy nơi bàn thờ trên tế nễ thiêu Trên củi đang cháy Như một nễ vật dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho chúa nếu một người muốn dâng tế lễ cầu an bằng súc vật nhỏ hoặc đực hoặc cái, phải dâng con không tỳ vết lên trước mặt Chúa. Nếu vật tế lễ là một con trên con, thì ngươi phải dâng nó lên trên trước mặt Chúa. Người dâng phải đặt tay trên đầu con sinh tế và giết nó tại cửa trại hội kiến. Các con trại dôn sẽ giải huyết nó xung quanh bàn thờ do tế lễ cầu an này, người ấy dâng lễ vật dùng lửa dâng lên Chúa, mỡ cả cái đuôi chặt gần cuối cột sống, lớp mỡ bọc bộ lòng và tất cả mỡ trên bộ lòng, hai quả thận với mỡ bọc quanh cạnh hông và tấm mỡ bọc gan, người ấy phải gỡ tấm mỡ chung với hai quả thận. Thầy tế lễ sẽ thiêu các vật ấy trên bàn thờ như thức ăn đó là tế lễ dùng lửa dâng lên Chúa. Nếu lễ vật là dê, phải dâng nó lên trước mặt Chúa. Người dâng phải đặt tay trên sinh tế và giết nó tại trước cửa trại hội kiến. Rồi con trai Azon sẽ dạy huyết nó xung quanh bàn thờ. Do lễ vật này, người ấy dâng tế lễ dùng lửa dâng lên Chúa. Mỡ bọc bộ lòng và tất cả mỡ trên bộ lòng, hai quả thận, với mỡ bọc quanh cạnh hông và tấm mỡ bọc gan, người ấy phải gỡ tấm mỡ chung với hai quả thận. Thầy tế lễ sẽ thiêu các vật ấy trên bàn thờ như thức ăn, đó là một tế lễ thiêu có mùi thơm, tất cả mỡ đều thuộc về Chúa. Đây là luật lệ đời đời cho dòng dõi các ngươi, dù bất cứ nơi nào các ngươi đừng nên ăn mỡ hoặc huyết